Song Yên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Ok, để không mất thời gian quý báu của chú và anh chị em, để cho Nguyên cập nhật những sự kiện nổi bật và chúng ta đi từ bản tin 1. Chúng ta đều biết là trong những ngày sắp tới đây thì cuộc phản công của Ukraine sẽ có. Khi nào thì chúng ta chờ đợi ngày 1 tây tháng 5, có chưa? Chưa. Nhưng Tổng thống Zelensky đã có lời phát biểu ngày hôm nay. Ngắn, gọn, lẹ, chỉ có mấy giây. Ông ta nói sau đây. Ông ta đầu tiên nhất là chào tất cả nhân dân của Ukraine. Và ông ta nói rằng là cuộc chiến quan trọng của chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta sẽ đánh lùi kẻ địch và giải phóng tất cả những lãnh thổ thuộc về của Ukraine. Chỉ bao nhiêu lời đó thôi. Ngắn, gọn, lẹ, thông điệp rất là rõ cho người dân Ukraine và cho kẻ địch ngày hôm nay. Thì Nguyên nói thật với các quý vị là chưa bao giờ Nguyên thấy có một cuộc chiến tranh nào đánh mà công bố trước hết. Và đây đã công bố ngay ngày hôm nay. Khi sáng ngày hôm nay thì Nga vẫn tấn công một cách khá là tàn bạo, hỏa tiễn. Tổng cộng Nga đã tấn công 18 cái hỏa tiễn và Ukraine đã ngăn chặn được 15. Có nghĩa là có 3 hỏa tiễn đã bắn trúng vào Ukraine, trong đó có thành phố thủ đô. Thì cái điều mà Nguyên rất là bất ngờ là cái cuộc mà phản công của Ukraine, họ không có giấu giếm bất cứ một cái gì cả. Và họ còn công bố, và đây là chính thức Tổng thống Zelensky lên tiếng. Cuộc chiến tranh quan trọng đã bắt đầu. Có nghĩa là họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho Nga chuẩn bị đỡ. Và cái điều mà sáng ngày hôm nay thì các quý vị cũng biết mà Nguyên mới vừa chia sẻ đó là sự tấn công tàn bạo của Nga đó. Thì cái số lượng mà ngăn chặn á, là 15 cái hỏa tiễn ngăn chặn trên 18 là con số khá là tuyệt vời. Thì chúng ta thấy được là thời gian gần đây thì cái hệ thống phòng không của Ukraine khá là tốt. Và cái số lượng thiệt hại của tấn công của Nga càng ngày nó càng giảm bớt đi. Và nếu mà chúng ta để ý thêm một chút xíu nữa thì là cái số lượng hỏa tiễn của Nga tấn công vào nó cũng giảm. Nếu các quý vị nào còn nhớ ngày xưa là 78, 50 cái hỏa tiễn, dần dần thì chúng ta giảm bớt đi cái thời gian nó càng lâu hơn để tấn công. Các quý vị ngày hôm qua thì tấn công 21 cái hỏa tiễn thí dụ như vậy, thì bây giờ là 18. Cái số lượng càng ngày nó càng bớt đi theo thời gian. Và nó chúng ta thấy rõ được là Nga cũng đang bắt đầu có những sự khó khăn về vấn đề đạn dược, đặc biệt là hỏa tiễn chính xác. Nên là cái số lượng hỏa tiễn họ bắn đi nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều. Và ngược lại thì Ukraine lại có sự hỗ trợ cái hệ thống phòng không của Patriot. Chúng ta đều biết là hệ thống Patriot đã đến Ukraine. Có thể là nhờ cái hệ thống Patriot đã ngăn chặn rất là nhiều những loại hỏa tiễn của Nga. Tất nhiên không thể nào ngăn chặn 100% được. Chỉ là cái số lượng phần trăm ngăn chặn được nhiều hơn mà thôi. Nên là có thể là những cái hệ thống tân tiến được viện trợ của Hoa Kỳ, đặc biệt là Patriot, đã đóng một cái vai trò rất là lớn cho Ukraine trong thời gian gần đây. Thì trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy được là Ukraine họ chuẩn bị phản công như thế nào, để cho Nguyên đưa ra cái bản tin cụ thể để cho các quý vị là trước khi Ukraine họ đánh trực tiếp thì họ đã có chuẩn bị. Cách đây 2 ngày thì ở tại đảo Crimea bị bốc cháy. Và hiện bây giờ vẫn còn cháy. Cho Nguyên khẳng định là bây giờ vẫn còn cháy. 48 tiếng đồng hồ rồi vẫn còn cháy ngay trong cái kho dầu. Kho dầu quả khó dập tắt, vẫn còn cháy. Tấn công ngay trong cái nơi chứa dầu ở tại đảo Crimea. Tấn công vào những nơi ly khai mà do Nga quản lý. Đặc biệt ngày hôm qua là tấn công vào lãnh thổ của Nga. Vào lãnh thổ của Nga. Ngày hôm qua tấn công rất là nhiều về lãnh thổ của Nga, cách biên giới mấy chục cây. Ngày hôm nay lại có một cái sự kiện nữa rất là nổi bật. Đó là cái đường gầy xe lửa của Nga gần Ukraine mấy chục cây số, 70 cây số đã bị nổ. Một chiếc xe lửa chở hàng đã bị nổ. Nguyên nhân và lý do thì không hiểu.
nhưng đường gầy xe lửa đã bị hư. Thì theo dấu hiệu cho biết là Ukraine đang ngăn chặn tất cả con đường tiếp tế của cho lực lượng của Nga trước khi Ukraine phản công. Thứ nhất là tiêu hủy cái kho chứa dầu. Sau đó là những cái con đường tiếp tế gần biên giới. Ukraine đã dùng nhiều biện pháp phá hoại hay là pháo kích vào để ngăn chặn cái con đường tiếp tế nếu cuộc phản công sắp diễn trong những ngày kế tiếp. Hiện bây giờ thì Ukraine chưa có phản công, nhưng tại Bakhmut thì đã có. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề của Bakhmut. Các quý vị cũng biết là Bakhmut là lực lượng Wagner đang đóng một cái vai trò chính ở tại Bakhmut. Và trong thời gian vừa qua thì Bakhmut đã chiếm được 90% lãnh thổ của thành phố này. Ukraine còn giữ chỉ có 10% mà thôi. Có thể nói là gần nuốt trọn Bakhmut. Nhưng mà tình hình Bakhmut đã có sự thay đổi. Đặc biệt là ông Prigozhin trong thời gian gần đây lập trường ổng cũng có thay đổi. Chắc là các quý vị qua cập nhật qua bản tin của Nguyên hay qua bản tin của những cái đài khác. Thì các quý vị cũng biết là Prigozhin là ông trùm Wagner đã công bố là ông ta muốn ngừng cuộc chiến và ông ta muốn rút ra khỏi Bakhmut. Và ông ta còn nói rằng là lực lượng Wagner có thể trở thành một cái lực lượng trong quá khứ. Có nghĩa là nó không còn tồn tại nữa. Nó chỉ còn tồn tại trong sách của lịch sử mà thôi. Và những cái quan điểm của ông ta nêu lên trong thời gian gần đây, đặc biệt là ông ta còn công bố chính thức cái ngày phản công của Ukraine, đó là ngày 15 Tây tháng 5. Thì sáng ngày hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Sáng ngày hôm nay thì lực lượng Ukraine đã bắt đầu phản công một phần ở tại khu vực Bakhmut. Lực lượng Wagner phải tổn thất nặng nề và bắt buộc phải lùi binh. Theo nguồn tin chính thức cho biết, chính thức có nghĩa là cả hai bên đều thừa nhận là lực lượng Wagner phải lùi binh, và theo lời phát biểu của ông Prigozhin là ông ta phải lùi binh với cái diện tích chỉ có 3 cây số mà thôi, 3 cây số vuông. Ông ta nói là chúng tôi bắt buộc phải lùi binh vì lý do mà chúng tôi phải lùi binh ở khu vực là bởi vì chúng tôi thiếu đạn dược. Ông Prigozhin cho rằng là trong thời gian 5 tháng vừa qua, chúng tôi đã nhu cầu sự trợ giúp về đạn dược ở khu vực Bakhmut, nhưng chúng tôi chẳng thấy một chiếc máy bay nào gửi đạn dược cho chúng tôi hết. Và bây giờ chúng tôi không còn đường lựa chọn, chúng tôi phải lui một phần binh sĩ chúng tôi ra khỏi khu vực Bakhmut vì chúng tôi không đủ đạn dược để cung cấp cho binh sĩ. Đây là lời phát biểu của ông Prigozhin sáng ngày hôm nay. Ông ta thừa nhận là Bakhmut ông ta đã lùi binh, nhưng ông ta thừa nhận chỉ có là 3 cây số mà thôi nha các quý vị, 3 cây số vuông, nhỏ xíu à, diện tích đất đai không có bao nhiêu. Tính là 3 cây số vuông thì diện tích đất đai nó không có bao nhiêu hết. Ông ta chỉ có thừa nhận thôi, nhưng phía bên Ukraine thì tất nhiên là họ nói nhiều hơn. Và thừa nhận một điều là Ukraine đã tấn công thành công, phản công lại và lực lượng Bakhmut đã tháo bỏ chạy sau khi cái sự tổn thất nặng nề của Bakhmut. Thì cái bản tin này cho Nguyên phân tích như thế này. Các quý vị biết là cái vai trò của ông Putin, lực lượng của Nga, nó chỉ có 2 cái lực lượng mà người ta đáng ngại. Thứ nhất là Wagner, thứ hai là lực lượng Chechnya. Bây giờ lực lượng Chechnya chúng ta không còn nghe tin tức về lực lượng Chechnya nữa hết. Hoàn toàn lực lượng Chechnya hình như là nó không có cái tin nào. Và hình như là hoàn toàn giống như là biến mất ở trên chiến trường. Tất nhiên là họ vẫn có sự hiện diện, nhưng họ không có hành động mạnh mẽ giống như những ngày đầu cuộc chiến. Lực lượng Wagner, trong thời gian gần đây thì lực lượng Wagner đã tổn thất quá nặng nề. Và Prigozhin đã kêu gọi sự giúp đỡ đến từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng vẫn không hồi âm. Và nó đã dẫn đến cái vấn đề là Prigozhin tức giận. Và hiện bây giờ chúng ta thấy rõ được là Prigozhin đe dọa Nga là rút binh ra khỏi Bakhmut. Đây là cái lời đe dọa rõ nét. Ông ta nói rằng chúng tôi bắt buộc phải rút binh một số lượng binh sĩ vì chúng tôi không có đạn dược. 5 tháng, ông ta còn nói là 5 tháng rồi chúng tôi kêu gọi sự trợ giúp,
nhưng không thấy một cái gói trợ giúp máy bay nào gửi hàng cho chúng tôi hết. Nên là chúng tôi không còn đường lựa chọn phải lùi binh. Mà trước khi ông ta lùi binh là ông ta đã công bố cách đây 2-3 ngày rồi. Nguyên đã chia sẻ với các vị là ông đã công bố trước rồi. Và ngày hôm nay ông ta nói về cái tình hình bắt nút. Ông ta có một lời phát biểu mà báo chí nào nó cũng đưa ngày hôm nay hết, qua lời phát biểu của ông Prigozhin. Ông ta nói là trong những ngày kế tiếp, dài ngày kế tiếp, ông ta nói là vài ngày kế tiếp, là 1-2 ngày nữa, mình không biết ngày nào, mà vài ngày kế tiếp, sự phản công của Ukraine sẽ là cái thảm họa cho Nga. Đây chưa bao giờ có một vị tướng lãnh nào nói câu này hết. Vì đây nó làm sĩ khí quân đội của Nga sẽ tụt dốc. Khi lực lượng mạnh nhất của Nga là lực lượng Wagner đã công bố câu này, thì Nguyên không biết là ông Prigozhin hiện bây giờ cái tâm trạng ổng như thế nào. Và Nguyên cảm giác là ổng đang dần dần phản bội với Putin. Vì ai cũng biết là trong những ngày kế tiếp, cái cuộc phản công nó sẽ có. Nó sẽ có, và tâm lý chuẩn bị là bên hai bên đều chuẩn bị hết. Thì ngược lại ông Prigozhin, ông ta ca ngợi Ukraine và ông ta khẳng định là trong những ngày kế tiếp, sự phản công của Ukraine là thảm họa của lực lượng quân đội của Nga. Có nghĩa là gì? Là ổng sẽ lùi binh. Ổng sẽ để lực lượng của Nga trở thành nơi tiến trường đầu tiên. Ổng sẽ không đứng ra xung phong nữa. Thì Nguyên không biết lý do tại sao giữa ông Prigozhin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Putin có xích mích gì không. Nhưng mà thời gian gần đây thì đàn em của Prigozhin chết bất đắc kỳ tử. Rất là nhiều đàn em của Putin ở tại đất nước Nga, sao anh blogger còn nhiều người khác đã biến mất một cách lạ kỳ. Và từ lúc đó thì Putin đã có những cái hành động. Thứ nhất là các vị cũng biết là cách đây vài ngày ông ta đi qua cái khu vực Chechnya và ông ta thăm ông trùm Chechnya. Và sau đó ông ta quay về ở lại chiến trường thì ông ta lại có những cái hành động cụ thể hoàn toàn muốn cố gắng lùi ra khỏi mặt trường Bakhmut. Tình hình khá căng. Và cái câu nói của Prigozhin ngày hôm nay thì báo nào trên thế giới nó cũng đưa hết cái câu nói là phản công của Ukraine là thảm họa của lực lượng quân đội của Nga. Cái điều đó là cái bản tin nó rất là mới các quý vị. Nguyên không lấy đó làm cái tựa vì chúng ta nói về Prigozhin 3 ngày liên tục rồi. 3 ngày nay là ngày nào Nguyên cũng đưa về Prigozhin hết. Vì có cái hành động nó lạ lắm, nó khó giải thích. Vì đúng ra giữa ông Prigozhin và Putin đó là thân cận. Nó kêu là thân giống như là hai anh em. Nhưng mà bây giờ không biết lý do nào thì trong cái giai đoạn này thì giữa Prigozhin và Putin đã xảy ra mâu thuẫn. Và hiện bây giờ Prigozhin giống như là một, Nguyên nói là ở chính giữa hai mặt trận. Lùi cũng không được, tấn cũng không có được. Và đang bị giống như là một cái sự giật hy sinh, một con chốt hy sinh, để cho lực lượng của Prigozhin hoàn toàn sẽ bị tiêu hủy với bom đạn của Ukraine. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề Prigozhin. Và bây giờ thì đây là cái bài phóng sự ở bên lực lượng của Nga. Vì các vị cũng biết là trên chiến trường á, Nga ít có cho khi nào cho báo chí nước ngoài mà quay phim hết. Nga không thích cái điều đó, sợ người ta đưa những bản tin mà nó bất lợi cho Nga. Nên phần lớn là báo chí của Nga là phóng sự của Nga quay thôi, không có được phóng sự nước ngoài. Đây là rất là hiếm hoi khi chúng ta có được một cái tờ báo của nước ngoài, phóng sự của Pháp, họ quay và họ mới vừa quay và họ công chiếu luôn sáng ngày hôm nay cho chúng ta. Nên là cái bản tin nó khá là mới. Đây là họ quay, họ đi chung với cái lữ đoàn mình kêu xe thiết giáp của Nga. Họ đang chuẩn bị cho cái cuộc phòng thủ, sự cuộc tấn công của Ukraine như thế nào. Và mời các quý vị xem cùng Nguyên, rồi bắt đầu là Nguyên thuyết minh trực tiếp. Để Nguyên mở ánh sáng chút xíu. Đây là những người trẻ, họ chuẩn bị đi pháo binh. Họ được nhận lệnh đi bắn. Họ chỉ có trách nhiệm bắn trong vòng 3 phút mà thôi. Kẻ địch chỉ khoảng tầm 10 cây số. Họ dùng cái ống dòm cũ, nghĩa là cái thời cũ năm 1990 đó. Chiếc xe tăng này cũng vậy, thời model cũ. Đó, vẫn còn dùng bằng tay, loại xe tăng loại cũ kìa các bạn. Bây giờ mới không ai dùng bằng tay để mà chim gì hết.
Ông nói là chúng ta phải đi liền, tại bởi nếu không thì Ukraine sẽ phản công trong vòng vài phút nữa. Cẩn thận, đi chúng ta có thể bị gặp mìn. Anh phóng viên báo chí nói là trước cái Ukraine, quân đội Ukraine là trước mặt thôi. Hiện bây giờ chúng ta không có cái đó, chúng ta không có gì rào cản. Cái ông tướng chỉ huy ông sao nó giải thích, được chưa? Cái ông Nguyên khúc câu khúc cuối á. Ông tướng chỉ huy này ông nói là ông đang rất là lo khi những cái vũ khí mới của phương Tây hỗ trợ thì nó sẽ làm cho cái cuộc chiến tranh nó sẽ leo thang. Rất là hiếm hoi đây cái phóng sự hừng sáng các quý vị, rất là lẹ. Người ta vừa quay, người ta cắt ghép một chút xíu, tất nhiên là phóng sự mà nó cũng có phần cắt ghép chút xíu. Rồi là nó đưa lên hừng sáng luôn. Hừng sáng nay là 8-9 giờ là nó có cái phóng sự mới nhất của sự việc để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine. Thì cho Nguyên mạng phép, tại vì nó có mấy phút, Nguyên không có chiếu cho các quý vị hết mấy phút để cho Nguyên. Nguyên chỉ có phiên dịch lại cho các quý vị cái nội dung để chúng ta hiểu được là cái tình hình trực tiếp nó như thế nào. Thì hiện bây giờ kẻ địch, những cái biên giới giao tranh giữa Ukraine và Nga đó nó khoảng tầm 10 cây số. Thì trong cái đoạn phía đó thì đó là cái thăm dò, lực lượng của Nga thăm dò để họ thăm dò coi lực lượng Ukraine đang ở đâu và chừng nào phản công. Nên là họ gửi một số lượng xe tăng họ đi bắn đại gì đó, họ bắn có khoảng bắn đại để họ thăm dò kẻ địch để coi kẻ địch có đáp trả lại hay không. Thì trong cái lời phát biểu đó thì ông chỉ huy lữ đoàn đó, ông mới nói rằng là tôi rất là lo vì vấn đề mà Ukraine đã nhận được những vũ khí tân tiến và nó sẽ kéo dài cuộc chiến và nó có thể đem cuộc chiến leo thang. Nhưng tôi tin tưởng lực lượng quân đội của Nga chúng tôi tổ chức tốt hơn. Chúng tôi có kinh nghiệm hơn, chúng tôi tổ chức tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng cái điều đó. Ngoài ra thì có một cái vấn đề đó là cuối đoạn video thì một binh sĩ của Nga đã phân tích, mà Nguyên không biết có đúng hay không nha. Binh sĩ của Nga cho rằng là vũ khí của phương Tây tân tiến hơn, tốt hơn. Họ thừa nhận cái điều đó. Nhưng nó không phù hợp ở tại khu vực này. Lý do nó không phù hợp tại khu vực này, ông ta giải thích rằng là xe tăng của phương Tây nó quá nặng. Và hiện bây giờ cái vùng đất nó có rất là sình. Và xe tăng của phương Tây sẽ bị kẹt sình và sẽ bị hư hao rất là nhiều, sẽ khó có thể tấn công được. Nga tuy rằng có những xe tăng cũ trong thập niên 90, nhưng mà loại xe tăng này khá là nhẹ và nó phù hợp trên chiến trường ở tại khu vực. Nên là theo lực lượng của Nga, họ cho rằng tuy rằng phương Tây có hỗ trợ vũ khí tân tiến, nhưng đối với cái khả năng của họ, cô chú anh chị em, đối với khả năng của họ vẫn có thể rất là tốt. Cô chú anh chị em, sự việc mà chiến sự ở tại cái bài phóng sự này nói chúng ta biết là Nga họ đã chuẩn bị sẵn sàng cái sự phản công của Ukraine. Và cho Nguyên đem một cái tấm hình tài liệu, để Nguyên có giữ lại một cái tấm hình tài liệu để cho các quý vị coi cái biên giới như thế nào và cái quá trình phòng thủ đây. Tất cả những cái gì màu vàng ở đây, các quý vị thấy màu vàng không? Tất cả cái gì màu vàng hiện bây giờ đây, tất cả đây là những cái phòng thủ tiến chuyến của Nga 800 cây số. Và họ đào hầm, đào hố và họ bỏ đủ thứ mìn, đủ thứ đạt hết để chuẩn bị cái cuộc phản công của Ukraine để họ ngăn chặn tối đa. Và chúng ta, nếu chúng ta nhìn rõ trên cái bản đồ á, cái chỗ màu vàng nhiều nhất là nó nằm ở ngay chăng ở tại chỗ chính giữa thành phố Zaporizhzhia. Đó, ngay chăng cái chỗ chính giữa là ngay chăng cái chỗ trung tâm này nè. Các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là Ukraine họ đã chuẩn bị phản công và Nga cũng đang chuẩn bị hoàn toàn cái cuộc phòng thủ để chuẩn bị cho cuộc chiến. Thì cái điều đó cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là trong cái cuộc chiến này á, Ukraine họ có một cái chiến lược nó lạ kỳ, là họ công bố tất cả những chi tiết cụ thể của họ cho phía bên kẻ địch. Và ngày hôm nay chính miệng Tổng thống Zelensky cũng đã công bố chính thức là phản công. Đã phản công, đã công bố chính thức, không có ngần ngại gì nữa. Mà tất nhiên là trên chiến trường bây giờ thì Nguyên chưa thấy cái dấu hiệu gì hết. Vì Nguyên cũng mới vừa đi theo dõi ở trên mặt trận chiến trường. Thì Nguyên không thấy là có phản công đâu cả. Chỉ có giao tranh tại Bakhmut, Ukraine có lấy lại một số lượng đất đai.
Nhưng mà theo tình hình là Nga đang bất ổn từ trong nội bộ ở tại mặt trận chiến trường, cả luôn trong nội bộ chính trị. Ngày hôm nay Nga đã thay đổi tướng lãnh chỉ huy. Cái ông này là được bổ nhiệm vào tháng 9 năm 2022 của chú anh chị em, cách đây không lâu vài tháng. Ông mới bổ nhiệm không có lâu. Ông gì Alex gì đó, Alex Suvanskov. Cho Nguyên xin lỗi là cái trình độ tiếng Nga của Nguyên nó quá đỉnh, nên là phát biểu mỗi lần là cái mỏ Nguyên nó chu dài cả mét. Vì Alex Kalinskov đó. Bây giờ thay thế với ông Mikhail Mishin. Cái sự thay đổi đột ngột trong cái giai đoạn này, cái sự thay đổi mà đột ngột mà các vị cũng biết là sắp sửa phản công rồi, tự ơn thay đổi tướng lãnh chỉ huy. Tại sao kỳ vậy? Và cái điều này thì người ta đã nêu lên một cái vấn đề rằng là Nga đang sợ hãi và Nga đang lũng củng ở trong nội bộ. Khi biết rằng trong những ngày kế tiếp sự phản công của Ukraine, tuy rằng Nga đã có sự chuẩn bị để chuẩn bị phòng thủ, nhưng nội bộ của Nga là bắt đầu quá trời xảy ra nhiều sự việc. Cái điều như thế này nè. Theo cái viện nghiên cứu quân sự ESW đó, thì họ đem ra cái bài phân tích sau đây. Họ cho rằng là cái sự việc thay đổi tướng lãnh chỉ huy một cách đột ngột như vậy, có nghĩa là đây thấy rõ được đây là một sự thất bại tổ chức của Nga. Khi lúc đó Nga không thay đổi tướng lãnh chỉ huy không ngừng ở trên mặt trận chiến trường, có nghĩa là cũng giống như một cái đội đá banh vậy đó. Chúng ta đang cái đội hình đó, cầu thủ đó tốt, chúng ta đâu có thay đổi bao giờ. Chúng ta giữ nguyên nó như vậy, huấn luyện viên tốt, đâu có ai thay đổi. Nhưng mà bây giờ tình hình nó thua bại, mặt trận thua bại, đếm đội đá banh vậy, thua không ngừng. Thì ông huấn luyện viên trước sau gì ông cũng phải rời đi. Thì bây giờ thì cái đội hình của Nga đã thay đổi rất là nhiều trong thời gian gần đây, đã bổ nhiệm và cắt chức không ngừng. Tướng lãnh để bổ nhiệm người mới. Vì nó có nhiều nguyên nhân lý do mà theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, thì là bởi vì những tướng lãnh chỉ huy trên mặt trận chiến trường họ đã than phiền về vấn đề hỗ trợ, họ than phiền về vấn đề chiến lược quân sự, họ than phiền về nhiều vấn đề mà họ không được lắng nghe. Nó đã dẫn đến tướng lãnh chỉ huy bất mãn mà không muốn tiếp tục chiến đấu. Các vị nghĩ đi, một lực lượng quân sự giống như Nga bây giờ chưa thấy Ukraine phản công mà thấy là Wagner sắp sửa lùi ở tại Bakhmut, Chechnya thì không thấy bóng dáng đâu, binh sĩ của Nga thì không muốn chiến đấu. Thì theo các quý vị nghĩ đó, một cái lực lượng nó rối bời như vậy nó có thể trụ được bao lâu? Và Nguyên nói thật sự, tại sao Nguyên có một cái cảm giác là cái lời nói của ông Prigozhin nó là sự thật. Nguyên không biết tại sao ông Prigozhin ông lạ kỳ lắm. Cái lời nói của ông là ngày 15 tây tháng 5 Ukraine sẽ phản công mạnh mẽ. Và cái câu nói ngày hôm nay Nga sẽ gặp một cái khủng hoảng về cái sự phản công này, một cái sự thất bại ê chề của Nga trong những ngày kế tiếp. Thì trong một cái bối cảnh mà bây giờ chúng ta thấy rõ được là mọi sự việc đều đã lên nòng, pháo đã lên, lực lượng xe tăng, xe bọc thép, nhân sự đã bước vào trong cuộc chiến, mọi sự việc đều sẵn sàng, bây giờ chỉ còn chờ gió đông. Và muốn tiếp tục cái sự phản công này thành công phải cần sự hỗ trợ hậu cần, đó là những liên minh. Thì ngày hôm nay thì Tổng thống Pháp Macron đã có điện thoại với Zelensky. Cái cuộc điện thoại được chia sẻ lên trên Telegram cho biết là Tổng thống Pháp, lý do mà ông điện thoại vì thứ nhất là ông có hứa là ông sẽ quay trở lại Ukraine trong những ngày kế tiếp. Và trước khi ông đến thì hiện bây giờ ông muốn gửi một thông điệp và bàn với Ukraine về vấn đề hỗ trợ hậu cần. Thì theo trong cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp với Tổng thống Ukraine rằng là đất nước Pháp sẽ sát cánh cùng Ukraine và ủng hộ Ukraine, viện trợ cho Ukraine
đến khi nào Ukraine lấy hoàn toàn lại lãnh thổ. Đây là tự nhiên Tổng thống Pháp lại có cái giọng điệu rất là mạnh mẽ. Cái câu mà Nguyên thích nhất là lấy lại toàn vẹn lãnh thổ, có nghĩa là trong đó gồm luôn cái đảo Crimea. Họ dùng cái câu chính xác là toàn vẹn lãnh thổ. Thì cái điều này nó nói chúng ta thấy rõ được là hiện bây giờ cái sự chuẩn bị, ở chuẩn bị của Ukraine nó có hai mặt trận hậu cần, là chuẩn bị hỗ trợ đến từ lực lượng của phía bên NATO, đặc biệt là những cái quốc gia là Mỹ, Anh Quốc, Đức, Pháp, là bốn quốc gia chính, đặc biệt là hỗ trợ cho đạn dược, hỗ trợ cho đạn dược, đặc biệt là đạn dược cho hệ thống HIMARS, cho đạn dược cho pháo đài, đạn dược cho xe tăng, vân vân. Nhưng nó không đủ, nó phải còn hỗ trợ cho lực lượng Liên Xô cũ, nên là vừa qua Slovenia và Czech đã ghé thăm Ukraine, mà các quý vị cũng biết là hai ông tổng thống đã ghé thăm Ukraine và đã gặp tổng thống Zelensky. Thì theo nguồn tin báo từ Czech và Slovakia thì hai quốc gia này cam kết sát cánh cùng Ukraine và hỗ trợ cho Ukraine thắng cuộc chiến tranh này, bằng cách là họ sẽ gửi đạn dược vũ khí thời Liên Xô cũ cho Ukraine. Vì trong những lữ đoàn của Ukraine, nó rất là nhiều lữ đoàn, có những lữ đoàn là xài những vũ khí của NATO, phương Tây, nói chung là vũ khí của phương Tây, và có những lữ đoàn là toàn vẫn còn xài vũ khí của Nga. Bởi vì những binh sĩ này chưa được huấn luyện và chưa được biết sử dụng. Và hiện bây giờ Ukraine có vũ khí nào thì họ sử dụng vũ khí đó. Tổng thống Pháp phát biểu mạnh mẽ, ô tì hên xui các quý vị. Ông tổng thống của Nguyên thì bữa nay gì ngày mai khác, nên là các quý vị không cần bận tâm những lời ông phát biểu. Thông tin có thì Nguyên chia sẻ thôi, chứ Nguyên không tin tưởng ông đâu. Trời ơi, ai chứ mà tổng thống Pháp thì Nguyên đã quá quen thuộc ổng rồi. Một bữa thì qua bên Trung Quốc thì nói một đường, về trở lại Pháp thì nói một nẻo. Một bữa thì nói như vậy, vài ngày nữa bên Nga đe dọa hạt nhân là ổng quýu dò, ổng nói tôi không can thiệp nữa bây giờ. Vài ngày nữa Putin đe dọa hạt nhân một cái là ổng quýu dò, bắt đầu ổng phát biểu ngược lại bây giờ. Nên là thôi không quan trọng. Chắc vì để ý đi, ông Lula cũng vậy, tổng thống Brazil cũng vậy, ở đất nước thì phát biểu mạnh lắm nghe, về qua bên Trung Quốc là phát biểu tào lao bí lao liền, qua bên Tây Ban Nha trời ơi mạnh ơi là mạnh luôn, trời ủng hộ Ukraine tối đa luôn, đủ thứ cả. Nhà chánh trị là như vậy, ông chánh trị nào 1000 ông là 99 ông đều giống nhau hết, là ăn có nồi ngồi có hướng. Cái nồi nào ngon thì mấy ông sẽ ngồi, hướng nào có gái đẹp thì ông sẽ ngồi thôi. Nên là thay đổi không ngừng, các quý vị khỏi cần bận tâm cái điều đó. Nên là các quý vị mà theo dõi chương trình, mà các quý vị nhớ từng lời phát biểu của tổng thống, thì Nguyên nói thật tệ là các quý vị phải uống thuốc trợ tim. Các quý vị phải chuẩn bị uống thuốc trợ tim, bởi vì mỗi lần nghe ông phát biểu như vậy, một là trợ tim là bởi vì mình quá kích thích, hai là mình quá giận và tim nó đứng đó. Nên là không cần bận tâm, mà bữa nay thì ông phát biểu như vậy đó, ngày mai có thể là phát biểu kiểu khác. Nói chung chung là vấn đề hậu cần để mà chuẩn bị cho cái cuộc phản công trong một thời gian dài, theo quá trình nếu mà suôn sẻ là trong vòng 3 tháng. Có nghĩa là tháng 5 tới tháng 8 là sẽ có thành quả lớn. Theo cái quá trình nếu mà không có bị bất cứ một sự trục trặc nào hết, với cái sự phòng thủ của Ukraine, thì trong vòng 3 tháng sẽ đạt được mục tiêu. Trong vòng 3 tháng sẽ đạt được mục tiêu. Nên là trong vòng 3 tháng này thì Ukraine sẽ sử dụng rất là nhiều đạn dược và vũ khí. Nên ngày hôm nay các quý vị biết là cái kho, cái khu vực sản xuất của Mỹ 24/24, 7/7, nhưng vẫn không đủ, vì bắt buộc phải sản xuất một cái tốc độ để mà hỗ trợ cho 3 tháng phản công của Ukraine. Vì một ngày Ukraine có thể bắn đến tầm 20.000 viên đạn pháo trở lên. Một ngày bắt đầu, lúc mà bước vào phản công, một ngày ít nhất, mình phải dùng chứ là ít nhất 20.000 viên đạn pháo, và có thể đạt đến kỷ lực là tới 50.000 viên đạn pháo mỗi ngày. Thầy có thống kê người ta biết đó. Và phải hỗ trợ đạn pháo trong vòng 3 tháng trời để mới đạt được mục tiêu hiệu quả. Đó là cái hiện bây giờ cái lộ trình
mà Ukraine họ công bố công khai. Công bố công khai không có dấu gì hết. 3 tháng để đạt được mục tiêu. Tất nhiên là họ không nói là họ lấy toàn vẹn lãnh thổ trở lại, mà họ nói là họ sẽ lấy được bao nhiêu với khả năng của họ, càng nhiều càng tốt, nhưng mà họ sẽ đạt được mục tiêu lớn. Chỉ có điều là nếu mà chúng ta nhìn theo địa lý và coi những cái phòng thủ của Nga, thì phòng thủ của Nga chắc nhất, để cho Nguyên coi lại, mà cậu Nguyên nói chắc nhất là ở tại Saporizhia, nghĩa là ở tại chính giữa, và cái phòng thủ khá lỏng lẻo là ở tại miền nam. Phòng thủ của Nga, nếu mà chúng ta coi về cái bản đồ như vậy nè, cái nơi mà vững chắc nhất là ở tại khu vực Saporizhia, là cái nơi mà được cái sự phòng thủ mà kêu là sắt thép. Cái nơi lỏng lẻo nhất là ngay chân miền nam Kherson, đó là cái nơi mà có thể nói là lực lượng của Nga theo cái sự phòng thủ khá là lỏng lẻo. Ukraine tấn công ở đâu thì Nguyên không biết, nhưng có điều là cái khu vực kêu là Donetsk là cái khu vực trắng á, thì lực lượng của Nga đang có những cái hành động cụ thể viện trợ lực lượng binh sĩ đóng đô rất là đông ở khu vực này. Rất là đông ở khu vực này. Thì bởi vì cái khu vực này á, là cái khu vực mà hiện bây giờ giao tranh giống như là khu vực Bakhmut đồ cái này cái kia đó, nên là lực lượng của Nga đang rất là đông ở khu vực Donetsk. Bây giờ cho Nguyên hỏi một câu như thế này. Bây giờ các quý vị đã theo dõi chương trình của Nguyên hay chương trình của anh chị em nào khác, hay là trên báo chí của quốc gia của các quý vị, thì các quý vị cũng biết là bây giờ phân tích của rất là nhiều đài và của Nga hay là của Ukraine hay là của những cái chuyên gia cá nhân, thì theo các quý vị nghĩ, với cái sự hỗ trợ của phương Tây trong thời gian gần đây, tất cả vũ khí đã viện trợ 98%, thì theo các quý vị họ có đạt được thành quả hay không? Đạt được thành quả giống gì họ mong đợi không? Trong vòng 3 tháng lấy được mục tiêu. Tại vì mục tiêu của họ là phải ít nhất là phải giải phóng một khu vực trong 4 khu vực ly khai. Ít nhất là phải giải phóng một khu vực. Theo các quý vị là bên kia thì họ phòng thủ rồi đó. Theo các quý vị là đạt được mục tiêu hay không? Và bây giờ thì hai bên không có gì giấu giếm nữa hết. Sắp sửa đánh rồi. Lấy luôn nước Nga. Ồ, cái đó thì Nguyên thấy không bao giờ có thể. 100% luôn ha, chắc luôn. Sao các quý vị tin tưởng Ukraine thế? Nếu các quý vị tin tưởng Ukraine thì nói thực tế, trên chiến trường không ai biết trước được chuyện gì. Cuộc chiến trường nó thay đổi không ngừng và nó có những biến cố bất ngờ lúc nào nó cũng xảy ra. Và Nga, cái điều quan trọng nhất là ông Nga, ông có chấp nhận sự thất bại hay không? Hiện bây giờ cuộc chiến tranh nó đang dậm chân tại chỗ vì lực lượng của Nga không thể nào tiếp tục tấn công, và đã là khẳng định Nga không còn đủ khả năng nuốt trọn Ukraine giống như những ngày đầu của chiến, và Nga đang mong đợi Nga còn có đủ khả năng bảo vệ những cái khu vực mà mình đã được chiếm đóng, 4 khu vực mới vừa sáp nhập, và Nga có thể dồn dập tất cả lực lượng để phòng thủ. Nhưng nếu Nga thất bại trong một trong hai khu vực, hay là 4 khu vực này, hay là hai khu vực Nga thất bại, cái điều người ta đặt một câu hỏi là Nga có chấp nhận buông bỏ không? Và Nga không thắng được thì Nga sẽ làm gì? Thì chúng ta đều biết là Nga sẽ sử dụng vũ khí sinh học hay là vũ khí hạt nhân. Và một câu hỏi nữa, nếu Nga thất bại, lấy trong 1, 2, 3, 4 gì khu vực ly khai, thì theo các quý vị, Putin có nhấn nút không? Hay là Putin trả lại đất cho Ukraine một cách êm đẹp, ông ta có nhấn nút hạt nhân không? Cái điều đó là một cái điều mà ai cũng đang hỏi. Bây giờ nếu mà các quý vị tin tưởng là Ukraine lấy được lãnh thổ lại, có nghĩa là Nga đã thất bại, thì 4 khu vực này đã trở thành đất nước Nga theo cái bỏ phiếu vừa qua của Nga tự bịa đặt. Quý vị phải dùng câu chính xác là Nga tự bịa đặt. Và bây giờ nếu ổng thua, vì các quý vị đã nói là Ukraine thắng rồi là ổng thua, ổng thua vậy ổng có nhấn cái nút không? Cái nút mà ổng đang cầm cái quyền lực tối đa của ổng. Trung Nguyên nói là Putin bây giờ không cần phải thông qua hiến pháp. Theo cái Trung Nguyên, vì không biết các quý vị có theo dõi thời sự mà các quý vị có quên hay không, theo hiến pháp của Nga thì là đúng ra là Putin không được quyền tự động bấm.
Putin phải thông qua quốc hội của Nga. Putin phải thông qua quốc hội của Nga. Rồi khi Putin quốc hội đồng ý thì giữa quốc hội, Putin và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì mỗi người mới có một cái chìa khóa, rồi mới đồng ý với nhau thì mới bấm nút, thì cái quả tiễn hạt nhân nó mới là kết quả. Đúng ra cái quá trình là như vậy. Nhưng bây giờ thì không còn cái điều đó nữa. Sau khi cái bỏ phiếu được qua tại đất nước Nga thì họ đã trao quyền lực tối đa cho Putin. Có nghĩa là Putin có quyền vượt qua khỏi quốc hội, vượt qua khỏi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vượt qua khỏi hết. Và Putin có thể ban lệnh trực tiếp, có nghĩa là thẳng luôn, direct, có nghĩa là không còn do dự bỏ phiếu nha nữa. Cái đó mới là nguy hiểm, bị bỏ phiếu thì sẽ có cái sự việc là người ta biết trước. Có thể là bỏ phiếu âm thầm nhưng người ta cũng có sự cái sự chuẩn bị. Cái đợt này là không có bỏ phiếu bỏ gì hết. Nếu một ngày đẹp trời, vợ ổng không cho ổng, ổng không được vui, ổng tức giận, mặt trận chiến trường thua, ổng một cái cú điện thoại của ổng, ổng bấm nút là xong. Đó, thí dụ là như vậy đó. Nhưng mà bởi vì quốc hội của Nga đã trao cho ổng là cái tình hình đất nước đặc biệt, ổng có quyền tối đa và không cần thông qua quốc hội. Thì cái đó thì các quý vị, tại bởi vì họ cho là cái quyết định như nó lẹ hơn. Vì họ cho là tình hình chiến tranh, lỡ mà bên Mỹ bắn, rồi ở Nga bỏ phiếu rồi biết chừng nào xong. Họ cái suy nghĩ của họ là như vậy đó. Là họ tình hình chiến sự một cách đặc biệt nữa là họ giao quyền tối đa cho Putin, mà không cần thiết phải thông qua cái lịch trình theo truyền thống, theo hiến pháp của Nga. Nên là cái điều mà ổng có chấp nhận sự thất bại hay không, mà các quý vị thì phần lớn là ổng không dám bắn. Nguyên không biết, nó thực tế là Nguyên bây giờ đối dài chứ đối với Putin thì giờ Nguyên không còn dám đoán nữa. Thì ông này ổng cỡ này Nguyên thấy cái đầu óc ổng cũng không được bình thường cho lắm. Cỡ này Nguyên thấy ổng mà từ lúc mà cái cuộc chiến tranh này càng kéo dài đó, thì Nguyên thấy là cái đầu óc của ổng nó mông lung gì đó. Tại vì Nguyên đánh giá rất là cao Putin trước khi cuộc chiến. Vì Nguyên có làm những bài tài liệu về Putin, Nguyên cũng có bắt đầu mình thấy cái tình hình tập trận rồi đó, mình có nghiên cứu. Thì Nguyên đánh giá với cái con đường chính trị của ổng, ổng rất là thông minh. Nhưng mà không biết cỡ này bây giờ già rồi, lú lẫn hay gì, rồi nó mất đi cái tinh vi nhiều vợ quá, mất sức, chích bổ nhiều quá, mất sức hay gì đó. Rồi bắt đầu là cái trí tuệ của ổng nó giảm bớt dần. Và sự quyết định chính trị của ổng nó đã dẫn đến sự sai lầm hết đợt này đến đợt kia. Nếu ổng không sai thì ổng không có cắt chức tướng lãnh. Các quý vị thấy rõ được là ổng cắt chức tướng lãnh không ngừng, mới cắt chức nữa. Đợt trước thì sau cái buổi tập trận của thủy binh lục chiến để phòng thủ, thì sau cái buổi tập trận đó là ổng cắt chức ngay đô đốc liền. Ổng cắt chức luôn ông đô đốc liền. Ổng thay đổi người mới liền. Cái lý do mà ổng cắt chức ông đô đốc đó là bởi vì cái quan điểm chính trị của ông đô đốc đó với Putin nó không hợp. Vì ông đô đốc ông nói rằng là chúng ta không sẵn sàng đối đầu với NATO bây giờ. Ông đô đốc ông nói là chúng ta chưa có chuẩn bị gì hết. Kho vũ khí của chúng ta bây giờ nó đã cạn kiệt, tiền chúng ta không có. Bây giờ nếu chúng ta đối đầu với NATO bây giờ chúng ta không thể thắng được. Ông đô đốc ông nói như vậy. Và cái tốt nhất là chúng ta ngừng cuộc chiến tranh tại Ukraine và để chúng ta dưỡng sức. Thì cái lời phát biểu của ông đô đốc này đã bị mất chức ngay lập tức. Sau cái buổi tập trận đó là mất chức. Cho Nguyên nhắc là cái buổi tập trận đó có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc. Của chú anh chị em ha. Hiện bây giờ đó ông Putin cái trí não của ông á nó không được bình thường. Ngày hôm nay ông lại cắt chức cái người điều hành chỉ huy ở tại Ukraine. Thì ông bổ nhiệm thêm một người nữa, có nghĩa là gì? Cái sự quyết định của ông nó hoàn toàn sai trái, nó lặp đi lặp lại, nó sai hết người này lần kia. Ông bổ nhiệm không ngừng để mà sai trái. Nên là cái điều đó nó chúng ta biết được là Nguyên không đoán được là Putin có nhấn nút hay không. Thực tế là đối với người khác thì Nguyên còn dám suy luận là ông này chắc không dám đâu. Thí dụ là Joe Biden thì Nguyên nghĩ là không dám đâu liền. Nhưng mà đối với Putin, Nguyên nói thật với các quý vị là ông điên rồi, Nguyên cũng không biết nữa. Mà cỡ này thì cái tình trạng của ổng thì cũng không biết là có khỏe hay không. Nhưng mà lặp đi lặp lại cái sự quyết định sai lầm trong cuộc chiến tranh này đó là quá nhiều.
Và đặc biệt hơn nữa là Nguyên sợ nhất là khi Prigozhin phản bội ổng, Nguyên không biết cái tâm trạng của ổng như thế nào. Nhưng hiện bây giờ là Prigozhin đang uy hiếp Putin. Cho Nguyên nói thẳng một câu, Prigozhin đang uy hiếp Putin, đang biểu tình là tôi sẽ lùi binh ra khỏi lực lượng Wagner, ra khỏi Bakhmut. Mà đây không phải là uy hiếp một lần, đây là lần thứ hai trong vòng 2 ngày. Prigozhin đã phát biểu 2 ngày mà Prigozhin cố tình lùi binh để cho Ukraine thắng ở tại Bakhmut, để cho lực lượng của Nga bắt buộc phải có hành động. Thì Nguyên không biết một ngày nào đó, một ngày đẹp trời, rồi lỡ ông Prigozhin ổng đã bị ép bức đến đường cùng, ổng phản bội lại, thì Nguyên không biết là Putin sẽ như thế nào. Vì giữa Prigozhin là Putin là có thể nói là cánh tay trái của ổng. À, cánh tay trái của ổng, các như vậy. Và bây giờ thì trong một cái bối cảnh tình hình nó đã bước qua một cái giai đoạn nóng bỏng và hai bên đã chuẩn bị cho một cái cuộc phản công. Thì bây giờ ở trong cái lực lượng của Nga, bây giờ nếu các quý vị nào mà theo dõi cái trang đài của binh sĩ mà kêu là của Ukraine mà họ lập lên đó, là tìm con đường sống đó, thì các quý vị mới thấy rõ được là binh sĩ của Nga họ bất mãn như thế nào. Họ coi chúng tôi giống như là một cái bia đỡ đạn. Họ đẩy chúng tôi vào cái chỗ chết khi chúng tôi thiếu tất cả những thứ thiết bị, huấn luyện chiến đấu, chúng tôi không có cái gì cả. Và họ ép chúng tôi đi đến một những cái nơi mà chúng tôi phải bỏ sinh mạng của mình. Thì trong hiện bây giờ với cái tình hình chiến sự nó khá là phức tạp như vậy, mà Putin thì là không bao giờ muốn bỏ buông quyền lực. Cái kịch bản tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến tranh đó là Putin bị ám sát. Nhưng mà cái điều đó thì hiện bây giờ nó không thể thực thi được. Nó không thể thực thi được. Hiện bây giờ thì không được. Trừ khi Putin thất trận, trận đấu vài ngày nữa, Putin thất bại, nó dẫn đến cái sự khủng hoảng nội bộ trong đất nước đứng lên đòi độc lập, thì quả mai. Chứ bây giờ mà kêu là ám sát Putin không thể được. Vì còn rất là nhiều người Nga ủng hộ Putin. Nguyên cái đồi điều đó là Nguyên phải nói một câu chính xác. Rất là nhiều người vẫn còn ủng hộ Putin một cách mù quáng, bất kỳ chết. Tuy rằng đất nước kinh tế khó khăn, mọi sự việc, nhưng mà Putin vẫn là tuyệt vời. Nên là cái điều đó nó sẽ dẫn đến cái thảm họa của nhân loại trong những ngày kế tiếp. Ơi, hấp dẫn quá. Tình hình nào? Tới ngày 1 tây tháng 5 là Nguyên thấy cái tình hình chiến sự nó hấp dẫn rồi đó. Nguyên thấy cái mùi nó sắp đến rồi đó. Nguyên sẽ theo dõi từng giờ, từng ngày trong những ngày kế tiếp, Nguyên cập nhật cho các quý vị. Nguyên thấy là cái tình hình sắp sửa sẽ có những cái sự kiện mà Nguyên nghĩ là báo chí đài nào nó sẽ chiếu 24/24, chỉ có chiếu cái đó thôi. Tình hình sắp sửa sẽ có những cái biến cố. Nếu các quý vị biết là thế giới biến cố nó dễ lắm. Các vị đang coi là truyền hình, đang coi hài kịch, hay đang coi cái gì đó đang hấp dẫn, đang coi tự bỗng nhiên bùm, tele nó tắt, nó chuyển sang nó chỉ có nói cái phóng sự cái đó thôi. Và cả toàn cầu nó sẽ làm y hệt như vậy. Và Nguyên nghĩ là trong vài tuần nữa sẽ có những sự biến cố bất ngờ như vậy, sẽ làm cho chúng ta khá là đứng tim. Nên là các quý vị cũng chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tâm lý trước đi. Tình hình chiến sự nó đã có những cái sự việc thay đổi đột ngột. Cho Nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự hấp dẫn sôi động của ngày hôm nay. Bye bye các quý vị mến thương. Vào đôi mắt em đủ gần.
ta nhìn sâu vào linh hồn nhau, đủ gần để khi ta nói lên hai tiếng đồng bào, ta có thể thấy giọt nước mắt ngọt ngào trên khóe mắt của nhau. Xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn, gần hơn, đủ gần để chúng ta không còn sợ hãi, để biết rằng chúng ta không lẻ loi, để biết rằng chúng ta không yếu hèn như chúng ta đã tưởng, như chúng ta đã tưởng. Để đôi mắt tôi dù khép lại mãi mãi vẫn có thể hình dung nụ cười trên khuôn mặt em rạng rỡ vô cùng. Trong thế giới tôi ước mơ, thế giới ta ước mơ. Xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn và gần hơn, đủ gần để những gì tàn án phải chết đi trước ước mơ của chúng ta. Ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Không bắt chúng phải chết thì chúng sẽ tiếp tục sống, mà chúng chỉ sống được khi chúng ta còn sợ hãi, còn sợ hãi, còn sợ hãi. Thì xin em hãy đứng cùng tôi gần hơn và gần hơn, để chúng ta thành một biển người. Đủ gần để những gì tàn ác phải chết đi trước ước mơ của chúng ta. Ước mơ được sống đúng.